gỗ mà không say nào mê, uống gỗ mà nóng say nào hay. Xin mời anh nắng ly cùng tôi nào ta cùng uống. Tất tình em say ta cùng quay cái trần lê cây. Trời, bữa nay sao sánh dữ vậy trời. Ê, nào nằm đó hả? À? Ê, ông già mày nè, tối ngày ăn với nhậu là giỏi à, sáng say trừ sỉnh. Ủa té không nghe người ta nói hả? Mấy người ăn nhậu là thường thường là con của Ngọc Hoàng không đó. Ừ, ráng mà uống rượu cho nhiều nhiều vô đi, để kẹp theo ông theo bà. Làm gì mà uống rượu mà theo ông theo bà té. Hồi nào giờ té thấy không, có mộ bia không à, chứ đâu có mộ rượu đâu mà theo ông theo bà. Ừ, mày đó mày tra lạ đi, một hồi mày tàn canh gió lạnh mày với tao bây giờ á. Con mà trời, con đi vô ngủ chút xíu quá đợt. Ngủ đi, chèo có sức nhậu nữa. Cáo ơi, cáo báo dài rồi nè, cáo ơi. Là trời, giờ này mặt trời lên mấy sao rồi mà chưa có đứa nào thức để đi chợ hết trơn á. Hai vợ chồng báo cáo đâu rồi? Ta ơi, té ơi, vậy té. Hai đứa bay biết giờ này mấy giờ chưa mà còn ngủ nữa. Biết rồi, biết bữa nay là ngày gì không? Chị hỏi xong trả lời. À, ngày gì té? Nay cuối tháng rồi đó. Để mua dưa về cho tao gì cũng không để coi. Tưởng chuyện gì? Chuyện nhỏ té ơi. Bà ra đi chợ đi. Trời ơi, tôi không đi. Phụ nữ phải đi chợ chứ nè, giờ tôi đi chợ nữa chợ. Hứa dò. Có đi chợ không cũng sanh nạnh nữa. Đó là chợ. Rồi hai đứa bay mặc đồ kiểu gì vậy chợ? Trời ơi, chợ sao mặc lộn cái quần của tôi chợ? Bà mặc cái áo của tôi kìa chứ bà nào còn nói nữa. Trời ơi, quần của tôi nè ông nội ơi. Riết nhìn hai đứa bay hết sức là gậu. Ăn bặn riết không giống ai hết trơn. Nó trả quần ai tôi đi chợ. Chắc tại xỉn quá đẩy được cái quần. Trời ơi, đẩy con đi thay cái quần cái té lại mặc lộn quần của cáo rồi. Thôi coi sắp xếp đi, mua dưa đi. Tao đi ra đồng trồng cây rồi chút xíu tôi vô tôi chân. Dạ 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 dạ. Đi lúc này trời. Trả quần nội. Thì đi vô nhà mới trả quần được chứ. Chỗ này trống, chồng thí chỗ này đi. Xong, vô coi mấy đứa nó mua dưa về chưa, vô coi chân bậm như. Sao mà nắng như vậy trời, muốn cháy cái đầu luôn rồi. Ông Báo ơi, ông thay cái quần xong lấy tôi áo khoác mặc coi, nắng muốn cháy cái đầu luôn nè. Trời ơi, bữa nay sao bắt trước ai mặc áo khoác nó gì biết nữa. Đây nè, kêu có con cái nhặn rồi, bộ ông thấy nắng hả? Nắng muốn cháy cái đầu là nắng bốn mấy độ đó. Biết rồi, mất mệt rồi, hư giống gì. Rồi giờ này bay mới đi chợ đó hả? Dạ, bây giờ mới đi chợ nè, nãy giờ mới thay đồ xong mà. Ừ, vậy thôi đi đi. Mà tao mới trồng cây ngoài hè á, coi rảnh ra tưới giùm tao nghe. Bỏ không có tay gì chợ, nhà có ông Báo không kêu. Chắc nhà không có tôi, không ai làm được gì chơi luôn rồi. Trời trời, mới sai nó có chút xíu à, phải trả lời một giây gì đó. Báo, mày coi đi kiếm vợ mày coi. Nó đi chợ gì đâu mà từ sáng tới giờ chưa thấy vợ gì hết trơn à.
Làm như là nó ở trong túi quần gì á, biết đường đâu mà kiếm nó. Nào về thì về kể nó đi. Trời ơi, vợ bay mà bay cũng không lo đi kiếm nữa ha. Tớ nè ông già ơi, đi vắng chút xíu à, ở nhà kiếm âm sụm hết trơn. Rồi bữa nay bộ cái chợ giờ lên tới trên núi chảnh hay gì mà giờ này mới về à? Chắc đủ tiền đi chợ trên núi quá. Rồi đi chợ là nắng 30 mấy 40 độ, kêu lấy cái áo phát. Mà lấy áo phát máng lên cái tay không à, có mặt đâu cũng kêu lấy làm gì à? À, áo phát này hả? Ờ, áo phát này lấy che cái tay cho đỡ nắng, chứ ai đâu mà mặc. Trời ơi, là chợ gì cũng rồi lấy áo phát nữa. Thôi đi. Rồi đi chợ làm sao à? Có mua đủ đồ không à? Thì hồi sớm dặn sao thì con mua vậy? Đâu được coi, đi rửa đang cúng đệ gì coi. Đi chợ từ sáng tới giờ đi tám hay gì? Đi về chợ chút xíu à, là nói xấu rồi. Nè. Trời ơi. Rồi kêu đi mua dưa chân, đi mua dưa leo, mua về ăn cơm hả? À, mua dưa hấu phải không? Trời ơi, trời, hàng chi tôi biết rồi, nó mua sô cô tới hai loại lận. Đây nè, dưa hấu. Chưa hết đâu, còn bịch muối nè té. Thì anh Bảo thả lên cái miếng hấu này nè, ăn ngọt lắm á, ngọt lắm á. Cái này mua về mày ăn chứ chân gì nữa. Ừ, là trời, mua dưa hấu mà mua có miếng vậy nè. Rồi sao chân không? Vậy hay con này không biết ăn hay gì trời, vậy không chân không? Không chân gì ăn, trời ơi, ngọt lắm á. Đúng là tệ như vợ thằng Báo mà. Khoa cái đi, lão biểu cái coi. Biết ngay mà hối hận rồi phải không? Nè cạp miếng đi. Biết ngay mà, nè tới cạp miếng đi. Cạp cái đầu của mày á. Đi vô đó bắt con cá đi chiên xù cho tao cái coi. Chưa ăn hết miếng hấu nữa, sai nữa rồi. Hết cứu rồi. Con cũng sợ luôn. Đúng là ông già keo kiệt thì chứ. Ba đứa ở trong nhà, mua cá cũng xíu à, không đủ mình ăn nữa. Không có mình ở cái nhà này là không ai làm được gì chứ. Trời ơi, trời, có con cá chút xíu à, gọng nước chột đống vậy. Cá chưa ra nước nó đầy đẩy sâu luôn rồi. À, quên nữa ta, con cá này làm sao trời. Tía ơi, tía ơi, cái gì vậy trời, nữa gì trời, con cá nó còn sống kệ làm sao làm. Thì nó còn sống thì làm cho nó ngẫm đi rồi chiên xù ăn. À, trời trời à. Còn gì biết nặng mới chết trời. Rồi sao không mặn con cá đi trời, mày ngồi một cục thừa lự đó hoài trời. À, cá này nó chưa chết thì sao không làm được. Hết phường thì chứ. Rồi thằng Báo đâu rồi? Đây là thấy ơi. Có gì hả? Thì con vợ mày kìa. Con cá nó để vậy hoài đó rồi sao mà chừng nào mới có cơm ăn. Rồi sao không làm đi, để giờ ngồi giờ con cá quậy với chợ. Ông nữa, ông té ông kêu để cho con cá nó ngậm đi rồi mới làm. Ở đó là ở đây kêu hay nữa. Ở con cá cũng biết làm sao mà cho nó ngậm được. Thôi tía đi vô đi, để con làm cho lẹ, chứ ngồi đây giờ con cá biết chừng nào được cơm nữa. Rồi thế không? Bà đi ra chỗ khác đi, đi gặp bà thú mệt nữa, không biết làm sao cho con cá nó chết cho nó. Không, giỏi đi đi. Mất mệt, hớ giống gì nữa. Ê, ông đem cá đâu vậy? Thì tôi đem con cá đi xuống sông, trắng nước nó mới chết được. Chứ ngồi đây bà giờ biết nào con cá chết. Đúng là Báo thiệt, chồng mình hay. Cái gì vậy trời? Kêu nấu con cá ăn cơm sáng mà giờ gần tới cơm chiều luôn mà chưa có nữa.
Bởi thằng báo nó làm con cá tới đâu mà giờ này chưa có cơm nữa gì trời. À, thằng báo đem con cá đi nhặn nước rồi. Cái gì? Con cá mà đem đi chắn nước đó hả? Ngạc nhiên rồi phải không? Chứ đợi con cá đứa nào chết. Báo thông minh lắm. Ừ, nó thông minh lắm. Nó thông minh như mày vậy đó. Rồi nó nhặn nước con cá ở đâu rồi? Thì nhặn nước cá sông chứ đâu, nó lẽ nhặn nước trên bờ. Tao biết là ở dưới sông rồi, nhưng mà ở bến nào? Thì ông xuống sông đi, chỗ nào có cái bến là nó dưới đó đó. Chứ nào giờ tắm ở nhà không dưới sông đâu biết. Thôi, để tao tự đi tìm luôn cho chắc ăn. Hỏi mày để tao nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn nữa. Ở nhà coi khóa cửa nhà cẩn thận, cỡ này ăn trộm nhiều dữ lắm đó. Trời ơi trời, ông đi đâu chứ là ông sai vậy. Rồi phá cửa cái thằng phải không? Tí đi đi. Coi đi phá cho. Kéo cửa mệt. Đố cha thằng chợp nào vô nhà được. Báo, rồi mày đem cá xuống nước mày làm cái gì chứ à? Đã con đem con nó xuống sông con trắng nước cho chết tàn lát cho con cáo nó mặn. Trời ơi, mày nghĩ sao con cá nó sống ở dưới nước mà đem xuống nước trắng nước nó rồi chừng nào nó mới chết? Nó trắng nước mày quá. Ủa gì hả? Rồi giờ sao giờ té? Rồi sao chăng gì nữa? Đem lên nhà đi. Gặp hai vợ chồng mày tôi quái thiệt luôn. Không có biết làm cái gì hết trơn. Dạ 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 dạ. Ai biết đâu con tưởng con trắng nước nó chết chứ. Gặp hai vợ chồng mày giết quá trời mất mệt là mệt rồi. Rồi sao phá cửa cho rồi trời. Cáo à. Hai con đây rồi đó. Dạ. Sao không mở cửa đi vô nhà đi của trời. Tôi phá cửa mở cửa vô nhà coi. Có chìa khóa đâu mà mở. Rồi nãy phá bằng cái gì? Phá bằng ổ khóa. Ủa chìa khóa đâu? Khóa con vô nhà luôn rồi. Nãy tí chìa khóa nhà cẩn thận đừng cho ai vô nhà. Cấp trộm con giục trộm luôn rồi. Vô phương cứu chữa luôn. Thử thử lại trời. Thế này đâu ai vô nhà ở đâu? Tôi giục cái chìa khóa ở trong đó rồi sao mở cái nhà vô nhà? Đúng ha. Có ăn cái gì không chứ hả? Tốn tiền kêu thợ sửa khóa nữa. Giờ sao thế? Thì kêu người ta lại sửa chứ sao nữa. Hết sức là cẩn thận rồi. Phá cửa chụp chìa khóa vô nhà. Ừ. Hai vợ chồng bị gan với nhau à. Ôi là trời rồi cái bà cáo ở đâu. Bắt nước sôi không ai coi chừng hết trơn. Có ngày chắc cháy nhà hết trơn luôn á. Cái gì đó không? Ừ, mà quên nữa. Hồi sáng ông tía ông kêu coi chừng tứ gì mỏng cái cây ông trọng ngoài. Sáng giờ chưa ai tứ hết trơn nữa. Thời ơi lại thời, cái cây mà trồng trời nắng chang chang mà trồng ở trên cát. May là mình đi ra kịp đó. Chứ đi không ra kịp một cái hả, tới chiều nó khô queo nó chết queo hết trơn luôn. Rồi bay làm cái gì nữa à? Thì con đang làm cá rồi té. Sáng tía kia làm cá thì làm cá chứ hỏi làm gì trời. Trời ơi, đã kêu chiên xù rồi, bây giờ đi đánh dãy hết trơn luôn rồi. Hết ngon cá luôn rồi. Thì lỡ đánh dãy rồi té ơi. Mấy tía không ăn thì con với anh Bảo ăn. Có gì đâu. Nói gì thôi đi. Bay làm gì đó bay làm đi. Thôi tao đi coi cái cây tao. Mà trời, sáng giờ dặn rồi đó, ở nhà kêu coi tứ giùm cái cây. Ủa không tứ hay gì héo queo hết trơn rồi trời. Thiệt tình nghe. Trời ơi, cá ngon với trời. Lên lửa mới được.
trời ơi con cá nó nổ trời. Con cá này ngon thiệt, mới chiên vô chín rồi. Nóng quá trời. Tía ơi, Vinh Bảo ơi vô ăn cơm nè. Có cái cây không à, hai con ở ngoài hoài không biết. Nắng gì mà nắng dữ, từ sáng giờ mới có cơm ăn tại ơi tại. Ăn cơm sáng mà thành ăn cơm chiều luôn rồi. Từ giờ sáng bây giờ tới 4 giờ chiều mới có đồ ăn. Mà quên nữa, sáng đâu dặn hai đứa bay ở nhà tứ giùm tao cái cây rồi, có tứ chưa à? Tứ rồi rồi, hồi sáng con tứ chứ ai. Hồi sáng giờ con lưu bu có vụ cá nè với chiên đồ nè. Anh báo anh tứ gọi ừ. Rồi mày tứ rồi sao cây héo queo luôn rồi. Nó còn khô hơn à lúc mới trồng nữa. Trời ơi, hồi sáng đi về nhà mai con về kịp chứ không có ai ở nhà, chân xíu cái nhà cháy luôn rồi. Bà cáo mà, bà bắt nước mà bà không coi gì hết, đi đâu mất tiêu chứ. Sáng ra ngoài xong lấy nước mà nãy tứ lửa cây luôn đó. Mày nói cái gì mà dài dòng quá tao không hiểu chân á. Rồi rốt cuộc tóm lại là sao? Thì con lấy nước sôi con tứ lửa cây đó luôn. Trời ơi, còn gì nữa đâu. Cá thì đem đi trắng nước, cây thì lấy nước sôi tứ. Mày cũng vô phương luôn rồi. Hai vợ chồng ta đứa này đứa kia được này mất kia chứ. Tao thấy hai đứa mày mất hết luôn được gì đâu. Tới ăn cơm cũng không đem chén ra ăn nữa nè. Ôi sáng giờ có kêu nấu cơm đâu rồi, nấu cơm trời. Giờ chân cá không có kêu nấu cơm. Thua luôn rồi. Có cá mà cũng không có cơm cũng như không. Rồi bộ có cơm lấy chén ra ăn mới được hay gì. Mà ăn cá mà cũng lấy muỗng nữa, không chịu lấy đũa nữa. Con cá này ăn đũa không được đâu tía ơi, ăn cái muỗng thì nó mới lẹ nè. Cá sao mà ăn cái muỗng không biết nữa. Ủa món này là món gì vậy trời? Trời ơi, món gì vậy? Cá chiên sù đó. Cá không ra cá mà chả cũng không ra chả luôn. Cái gì vậy trời, thịt bụng nơi, xương bụng nơi gì vậy trời? Nó sù hết trơn rồi. Ăn cái tía ngon lắm đó, nãy ăn chiên thơm lắm. Hết biết rồi nói, cạn lời luôn rồi. Thôi, tao thấy mày nên dẫn vợ mày vô dạy lời đi. Bà đi vô đây. Ây da. Ây da. Bỏ lại. Ây da. Bỏ lại. Vừa vừa thôi báo ơn. Vụ gì cũng vợ mình đó. Ây da. Tôi chừa ra. Ây da. Ây da. Có gì cũng lao sụp hết trơn. Vợ con không à, cái gì từ từ nói. Trời ơi. Rồi nó đánh mày sao mà dữ vậy trời. Còn gì nhan sắc của tao nữa trời. Thì thầy giống chưa? Con quýnh muôn bệnh luôn. Hai chị con giống nhau dữ trời. Báo ăn cơm đi. Ê, ăn ăn ăn. Trời chiên cá rung như vị tía. Ngon. Ngon tía. Báo ơn tao táo rồi báo ơn. Ba chân tiền. Rút. Quá. Ê, anh hai lên thăm gì trời? Trời ơi, trời anh hai lâu quá qua trời anh hai. Đâu qua thăm mày nè. Trời, ngồi xuống đi, nói chuyện cho anh hai. Thì tao qua tao thăm mày nè. Cái này vợ mày đánh mày gì lắm hả? Cái gì? Ai mà đụng bất nhân vậy trời? Vợ em mà nó mà dám đánh em hả? Em hốt nó không tàn canh gió lạnh nữa thôi chứ nó đánh mày em. Trời ơi, vậy mà tao nghe đồn tàn là vợ đánh mày không à. Tao vô tao anh hai toàn là nghe người ta đồn không. Lâu quá anh hai mới qua đây. Ngồi đây chơi. Để em chạy đi kiếm mua cái gì. Anh em mình sương sương. Ok hay đó hay à. Ê đi đi. Tao đi đâu? Bữa nay anh hai qua anh ngủ sương sương. Lại là anh hai qua nữa. Anh hai qua lúc nào cũng ăn nhậu hết trơn. Trời
Trời trời trời. Nhỏ nhỏ thôi, lâu lâu qua lần. Thôi bữa nay bà chiều tôi một ngày đi. Nhỏ nhỏ cái gì mà nhỏ nhỏ? Tối ngày ăn nhậu mà nhỏ nhỏ cái gì hả? Cái gì mà vậy chợ chân với báo? Ăn nhậu là giỏi. À, không có vậy. Em kêu vợ em đưa tiền đi mua mọi anh em mà nhậu. Đi. Đưa tiền mua mọi ăn nhậu. Một ngày hả? Đi vô đây. Ông qua đây rủ nó đi nhậu phải không? Đâu có, đâu có đâu. Còn cái nữa hả? Đúng không? Không, không phải. Cái gì? Nó rủ tao chứ tao có rủ nó đâu. Còn chối nè. Thôi anh hai chạy về bển cẩn thận nha anh hai. Anh hai cái gì nữa anh hai? Còn thằng đó đi về bển luôn ngang. Không có qua đây rủ ông chồng tôi ăn nhậu nữa ngang. Anh hai. Anh hai gì nữa anh hai? Đó, vậy đó. Mà nó đánh vợ đó, nó trời. Thôi đi về. Nhanh cái gì nè, nhanh đi vô. Đi vô.